Bây giờ sẽ là 3 phút để cho Quốc Phong tự tin lên nhé. Bạn có một gương mặt rất là điển trai, thì hy vọng sẽ kèm theo đó là cái bản lĩnh của mình. Đối diện với người đẹp, 3 phút bắt đầu. Xin chào em, người con gái mà anh đã nói là đẹp nhất ngày hôm nay. Anh may mắn là được vòng xoay ngôi sao chọn mình là người đầu tiên, thì anh cũng mong em sẽ là chọn anh là người đầu tiên với em ngày hôm nay luôn. Tuy rằng anh thì chỉ mới bắt đầu ở công việc ở thành phố Hồ Chí Minh này thôi, nhưng mà anh sẽ cố gắng để có thể được nhiều cái thành tích nhiều hơn nữa, để không phụ khi mà em đã chọn anh về với em. Là những lời hứa. Mà nói chứ thân trai dặm trường, lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh này cũng không có dễ. Bạn nghĩ xem mình sẽ phải đối diện với những khó khăn ra sao để mình biết cách mình vượt qua được nó. Thường thì nếu mà để vượt qua những cái khó khăn thì em sẽ đương đầu với nó. Tại vì mỗi cái khó khăn đến với mình đều sẽ cho mình một cái trải nghiệm sống. Thì khi mà mình trải qua nó rồi thì mình sẽ bước qua một trang mới và thành công hơn nữa. Bây giờ cho em đoạn nhạc, em bô dáng một cách thật là chuyên nghiệp, ngoài cái cách mà em hướng dẫn mọi người hồi nãy được không? Đây là cơ hội của em đó. Cũng được ạ. Nha, cố lên Phong nha. Rồi, xin mời âm nhạc. Cùng đó là chốt như thế này. Muốn hạ gục đối phương lắm rồi. 3 phút để cho bạn chinh phục Hương Ly cũng đã kết thúc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đặc biệt danh dành cho Quốc Phong. Bây giờ sẽ là phần hiển thị những cái tên ấn tượng nhất mà mọi người dành tặng cho bạn Quốc Phong. Xin mời. Biệt danh đầu tiên là... Trời ơi trời. Gió hồng. Là một cái sự mát mẻ mà mang một cái màu rất là ngọt ngào. Cũng dễ thương, cũng nam tính lắm. Và bây giờ sẽ là tên gọi mà do chính Hương Ly dành tặng cho bạn Quốc Phong. Xin mời. Cái này quan trọng nha. Cái này là góc nhìn của người đẹp nhìn về bạn nè. Phong Hoa Hồng. Ghê không? Tại sao em đặt Phong Hoa Hồng? Tại vì em thấy bạn có một cái cách suy nghĩ và một cái yêu thích với lại màu hồng, nên là em nghĩ bạn hợp với lại Phong Hoa Hồng. Thực ra là em đặt là Phong Hồng Hoa, nhưng mà em lại ghi là Phong Hoa Hồng. Sorry bạn. Ngay sau đây sẽ là lời tư vấn của mọi người. Cầm điện thoại lên và trả lời rằng có hay không, để tư vấn cho Hương Ly biết rằng là có nên trao cơ hội cho Quốc Phong vào vòng trong hay không. Xin mời các bạn. Ngay sau đây sẽ là tỷ lệ phần trăm. Lời tư vấn của mọi người dành cho Hương Ly có nên trao cơ hội cho Quốc Phong hay không. Xin mời. Tỷ lệ phần trăm là... Chà, cao dữ à. 35%. 35% không và 65% đồng ý là hãy trao cơ hội cho Quốc Phong đi ạ. Nào, bạn trả lời bằng tin nhắn gửi cho ngôi sao tình yêu đi. Đã có quyết định và câu trả lời đã được gửi đi. Ngay sau đây sẽ là phần công bố kết quả. Và câu trả lời của Hương Ly dành cho Quốc Phong là... 10%. Chắc là Hương Ly có những cái suy nghĩ khác, những cái tiêu chí khác kìa. Tại sao Hương Ly nói không vậy? Đơn giản thôi, tại vì em nghĩ suy nghĩ của em và bạn có sự khác biệt. Em là một người con gái thích màu tím. Và những cái, có thể mọi người cảm thấy là những cái chuyện đó là nó nhỏ nhặt thôi. Nhưng mà em sẽ để ý từ những cái điều mà nhỏ nhặt, từ những cái câu mà chuyện mà bạn nói, thì mới hình thành được những cái cách mà bạn đối xử với xung quanh, với lại mọi thứ như thế nào. Tiền hiệu Ly mà, bởi vì con gái của chúng ta rất là chi ly. Đôi khi một cái lỗi nhỏ thôi chúng ta cũng có thể làm buồn lòng, chúng ta không thể chấp nhận được. Không sao hết, đời còn dài. Thật là đáng tiếc khi mà Quốc Phong đã mất cơ hội của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cố gắng, không có buồn mà nỗ lực hơn nữa trong tương lai nha. Cảm ơn Quốc Phong. Bốn anh chàng còn lại. Rung nha.
Mà đặc biệt là mấy anh đã biết kinh nghiệm rồi nha. Có đó, kinh nghiệm đến từ màn chia tay của bạn Quốc Phòng rồi. Xin mời ngôi sao tình yêu. Và chàng trai sẽ đối diện. Ở vị trí số 3. Trời ơi, mới nói 1m9 luôn đi chưa. Chào quay phải. Chào anh, chào Ly. Xin tôi chết rồi. Chào anh, chào Ly, tôi chết rồi. Chào chị. Anh cười cũng dễ thương, đáng yêu nữa. Hy vọng là bây giờ sẽ là cách ra đòn khác nữa bằng những lời nói chân thành nhất, mộc mạc nhất, dễ thương nhất để chinh phục Hương Ly. Xin mời Quang Khải. Ly ơi, ngôi sao tình yêu không cho anh cơ hội đầu tiên để nói ra lời yêu, nhưng mà anh hy vọng sẽ là người cuối cùng đi bên em suốt cuộc đời này. Trời ơi, cái đòn này nó cũng thẳng như cái đòn mà anh ra với đối thủ, bộp một phát là dính liền. Hay quá cưng ơi. Ai nói chứ võ sĩ nói tôi tin luôn á. Và 12 năm anh học võ chỉ để chờ em tới, và anh đã chờ đợi phút giây này lâu rồi. Khoa học có một loại giấc mơ gọi là deja vu, và em nghĩ là em đã mơ giấc mơ này rất nhiều lần rồi. Trời, rất nhiều lần luôn mọi người. Bình thường anh cũng hay ít nói vậy hả, hay là ở trong gia đình anh những người thân của anh thì anh sẽ nói chuyện nhiều hơn hay không? Thì khi mà ra xã hội thì anh có vẻ rất là ít nói, nhưng mà đối với những người thân, những người bạn bè rất là thân thì anh rất là nói rất là nhiều. Thì bạn bè thường nói là sao lúc đầu tôi gặp mày mày nói ít vậy, giờ mày sao mày nhây, mày nói chuyện khùng điên quá vậy. Khùng điên quá vậy. Khùng điên quá vậy. Lúc đó là bộc lộ bản chất. Cũng thú vị đấy. Hiện tại thì anh đã trải qua 2 mối tình rồi đúng không? Nhưng mà anh mong muốn ở một người yêu mới của anh những điểm gì? Trong tình yêu thì có cần có tình yêu từ hai phía, và cần nhất là sự quan tâm đối phương. Cần nhất là sự quan tâm hàng ngày từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Có những thứ nhỏ nhặt mới có những thứ lớn lao. Điều anh tin là vậy. Chậm mà chắc đi từ bước ha. Như vậy là 3 phút cũng đã khép lại. Không biết là anh chàng hiền lành Quang Khải có gây ấn tượng mạnh đến mọi người hay không. Xin mời mọi người đặc biệt danh dành cho anh ấy. Biệt danh đã có rồi, và bây giờ chúng ta chờ đợi xem những tên gọi ấn tượng nào dành tặng cho Quang Khải đây. Tên gọi đầu tiên sẽ là... Ghê chưa? Rồi. Một chức danh luôn á. Xịn sò nha. Vệ sĩ cấp cao. Vệ sĩ cấp cao, bạn thích cái tên gọi này chứ? Em thích tên vệ sĩ riêng của Ly hơn. Dạ, thích vệ sĩ riêng của Ly hơn. Và bây giờ sẽ là tên gọi mà người đẹp dành tặng cho Quang Khải, xin mời. Khải khăng khăng. Khăng khăng. Khăng khăng là một cái trạng thái miêu tả sự khư khư. Là... giống như là một khẳng định một cái gì đó mà rất bảo thủ đúng không? Dữ. Đối với em thì từ Khải khăng khăng này mình đặt cho bạn, tại vì em cảm thấy là khi mà bạn đã chọn một cái quyết định nào đó với cái tính cách của bạn, em nhìn nhận thì nếu mà bạn đang chọn một cái gì đó thì bạn sẽ giữ mãi và quyết tâm cái điều đó. Nên là em lựa chọn cái biệt danh là Khải Khăng Khăng dành cho bạn. Cũng hay. Nó vừa có vần mà nó vừa có ý nghĩa nữa. Thì không biết là Hương Ly nhận xét bạn là một người có lập trường khá vững á, có đúng hay không? Thì em sẽ bảo vệ lập trường em cuối cùng, nhưng mà em cũng thoáng, nên là nếu mà cái lập trường đó của em sai thì em sẽ tiếp thu ý kiến và thay đổi. Chứ không bảo thủ. Dạ không. Khải Khăng Khăng, khăn. Quá hay. Chứ để cãi khó khăn là hơi kỳ lắm. Và bây giờ chúng ta hãy đến với lời tư vấn của mọi người. Xin mời quý vị khán giả, chúng ta tư vấn cho bạn Hương Ly biết được rằng là có nên trao cơ hội cho Quang Khải hay không. Kết quả là lời tư vấn với tỷ lệ như sau. Trời, cao dữ. Cao dữ. 70% đồng ý là hãy trao cơ hội cho bạn Quang Khải đi Hương Ly ơi.
Nhưng mà quan trọng là người đẹp có nghe theo số đông không hay làm theo số ít. Xin mời bạn trả lời bằng cách gửi tin nhắn cho Ngôi Sao Tình Yêu. Và bây giờ sẽ là kết quả câu trả lời của Hương Ly dành cho Quang Khải là... Đồng ý rồi! Là sao rồi! Mừng quá đi mày! Và câu trả lời rất là nhanh luôn. Có! Cảm ơn Hương Ly rất nhiều và chúc mừng Quang Khải. Và quý vị khán giả cũng rất là mừng khi mà Hương Ly lần này đã lắng nghe theo số đông rồi. Yeah. Nhưng mà tôi thấy đâu đó sự luyến tiếc đến từ ba chàng trai còn lại ở ba vị trí vẫn chưa được lộ diện. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn thấy nhan sắc thật sự ở chàng trai ở vị trí số 1 nha. Xin chào Kiều Anh Tuấn. Chào ông. Đây. Chào mọi người. Anh TV Hàng Không nè. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ô thứ hai, đó là bạn Anh Tú. Chào Tú. Chào, chào anh chị ạ. Chào em. Hãy lộ diện chàng trai ở vị trí số 4 đi nào, Quang Huy. Trẻ ghê chưa? Chào anh chị, chào em. Đó chính là nhan sắc thật sự của những chàng trai còn lại. Hương Ly, bạn muốn thay đổi quyết định của mình không? Dạ không ạ. Như vậy, chúc mừng Quang Khải bước vào vòng trong của Ngôi Sao Tình Yêu. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.